Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Tiếp theo về cái dòng series dây loa của bên mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản dây 36 lõi có chống nhiễu. Đấy, các bạn có thể làm dây loa hoặc dây tín hiệu. Nhưng mà cái dây này khá là to cho nên là các bạn nên làm dây loa nha các bạn. Đây. Đường kính của con này là 10 ly nhá. Đấy, 10 ly các bạn ạ, 10 ly. Con này nó sẽ có 36 lõi. Đây, hồi nãy mình mới cắt ra như này. Bây giờ mình sẽ tách lại cho các bạn xem nha. 36 lõi này. Đó, dây Hitachi đây. Lấy nét Hitachi đây các bạn nhá. À, Hitachi. Bản này là bản màu xám ghi các bạn nhá. 36 lõi. Đấy. Bây giờ là mình sẽ tách lõi cho các bạn này, tách lõi nhá. Đó. Bên mình có khoảng những cái dòng dây này bên mình có rất là nhiều các cái mã. Có đến cả 100 mã luôn. Đấy thì mình vào kho mình cứ nhập được cái nào thì mình ra giới thiệu với các bạn. Đó, bác nào xem được video nào thì thích cái sản phẩm nào thì dùng đây cái vỏ nó đây. Đấy, vỏ cao su nha các bạn. Đó, vỏ này rất là dai. Đấy, dai. Con này bao cắn gặm nhấm chó mèo chuột bọ là không thể nào xâm nhập được nó vào các bạn nhé. Chống nước được. Đấy. Nó không bao giờ nó bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh. Đây cái lớp nhiễu nhiễu của nó đây. Các bạn nhìn này, đan rất là dày xung quanh. Đó. Thì với cái dòng dây loa thì bình thường nó không cần có chống nhiễu nhưng mà nếu thêm vào thì nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà cái dây loa của các bạn ấy nó đi ở trong cái hệ thống âm thanh của các bạn, nó sẽ có rất nhiều các loại dây dẫn dây điện, rồi các cái dòng dây dẫn truyền tín hiệu, hoặc là các bạn bị nhiễu điện, hoặc là những khu vực mà gần các cái trạm cao thế điện xung quanh hàng xóm nó cũng có thể ảnh hưởng nha các bạn. Đấy. Thì khi mà mình có cái lớp chống nhiễu như thế này, các bạn này, có lớp chống nhiễu như thế này thì cái lớp nhiễu này nó sẽ xả ra phía ngoài này và các bạn âm thanh của bạn nó sẽ lên trong sạch hơn. Đấy. Trong sạch nó sẽ khử nhiễu nhé. Còn chất lượng âm thanh thì nó sẽ lại phụ thuộc vào lõi dây. Đây. Đấy. 26 lõi như thế này. À. Đây nhá, cái phần lõi này các bạn này. Phần lõi này nó bao gồm 36 lõi nhỏ nhá. 36 lõi nhỏ. Đấy. Cái lõi này thì nó khá nhỏ. À, nhưng mà mình sẽ chia ra mỗi bên thành 18 lõi như thế này. Đấy. Cách chia thì ở đây nó mỗi một cái dây của nó sẽ có một mặt đỏ, một cái mặt trắng. Nói chung là phần chia này các bạn không cần quan tâm đến, bởi vì khi các bạn mua là bên mình sẽ chia sẵn cho các bạn. Còn bạn nào mà không muốn chia sẵn, muốn về tự DIY thì bên mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhé, rất là dễ. Đó, 36 lõi như thế này, mỗi bên là sẽ là 18 lõi nhỏ. Đấy. Bây giờ là mình sẽ tuốt cho các bạn xem này. Lõi của nó thì nó khá là nhỏ nên cái này các bạn cần phải lựa một chút nhá, lựa một chút đấy. Nó sẽ không là nó đứt đấy. Đó. Đây. Một cái tao dây, một cái tôi phôi dây của nó sẽ bao gồm có là thế nào, đếm này, 1 2 3 4 5 6, nó có 6 sợi đồng mạ bạc tơ nhỏ như này các bạn nhá, 6 sợi như này. Đấy. Thì các bạn cứ tách hết cái chỗ này ra. Đó, tách hết cái chỗ này ra. Đó, tách nhá. Tách xong lát tua đi tí thôi. Tách này. Đấy. Tách này. Rất là ok luôn. Phần tách dây này nó sẽ khá là phức tạp cho nên là khi trong quá trình các bạn mua thì bên mình sẽ hỗ trợ để tách dây sẵn cho các bạn. Đấy, các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. Đây nha các bạn, sau khi tuốt 18 cái lõi của nó ra một vế thì nó sẽ như thế này. Đó. Tầm 2 ly rưỡi nha các bạn, tầm 2 ly rưỡi. Khá là ok luôn. Đấy, con này của nó đặc biệt lớp chống nhiễu nó dày vô cùng. Đấy các bạn này, lớp chống nhiễu vô cùng dày nhá. Đó. Bản 36 lõi dẫn này, 36 lõi dẫn nhỏ nhá, của Hitachi màu xám ghi như thế này nha các bạn. Tách ra của nó sẽ khoảng chừng 2 ly rưỡi này. Con này lên 3 giải rất là tốt nhá, đặc biệt giải trung âm và cao. Đấy, nó cho chất âm ngọt ngào. Đấy, phần chép thì làm rất là mịn màng. Đấy, đồng mạ bạc luôn các bạn nhá. Đây, cái này là đồng mạ bạc các bạn ạ. Đó, không phải nhôm nhá. Cắt này, tôi sẽ cắt cho các bạn cái thớ này. Đấy, các bạn thớ đồng chưa? Đấy, thớ đồng. Cực kỳ là tuyệt vời luôn đấy. Vàng ươm luôn này. Cạo cái lớp bạc này ra một cái là sẽ đến lớp đồng này. Đó. Nó sẽ ra cái lớp ánh đồng luôn này các bạn. Đây. Đó, lớp ánh đồng luôn. Các bạn yên tâm nhé, cam kết là hàng Hitachi này không có hàng giả hàng nhái nhá. Bên mình bạn nào phát hiện ra thằng này
hàng nhái, hàng giả, không phải hàng Nhật, mình đền tiền 100 lần luôn các bạn nhé. Đấy, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Đây, cực kỳ tuyệt vời như thế này. Giá của con này là 120.000 một mét. Đó, thì bên mình sẽ hỗ trợ chia dây đầy đủ cho các bạn. Đấy, chia như thế này nhá. Đấy, chia như này. Đấy, bạn nào mà lấy thêm rắc 8 đầu rắc nữa là 200.000 một bộ. Ví dụ các bạn mua một bộ 4 mét thì giá của nó sẽ là 480.000, đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao gồm chia dây và tặng co nhiệt, và cũng như là mình sẽ làm cái co nhiệt của hai vế như này. Các bạn về các bạn xoắn nó vào, cài vào cái tầng âm ly, các bạn sử dụng là ngon lành ngay các bạn nhé. Đấy, chống nhiễu như thế này, đảm bảo là ù xì sôi sạn là sẽ không bao giờ có trên dây Hitachi này các bạn nhé. Đấy, 120.000 một mét cho bản dây 36 lõi. Các bác khi mua hàng vui lòng chụp lại hình ảnh màn hình và comment hoặc là nhắn tin cho bên em. Đấy, là cần cái dây 36 lõi. Đấy, giá 120. Đấy, bên em còn không. Đó, thì ok vào việc thì là em sẽ gửi cho các bác. Đó, có chống nhiễu nha. Đấy, bản này nó 10 ly. Ok nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.